tặng nhà mua nhẫn cho Đàm Thu Trang, nhìn quà cường đô la tặng hội tình cũ không bằng một gốc. Khi còn mặn nồng, đại gia phố núi sẵn sàng chi vài tỷ để mua hàng hiệu xế sang cho những người tình cũ của anh. Mới đây, mỹ nhân xứ lạng Đàm Thu Trang gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh cặp nhẫn kim cương trên trang cá nhân. Ghi kèm bức ảnh, cô viết: "I said yes." Điều này như ngầm thông báo đám cưới của cô và doanh nhân Cường Đô La sẽ diễn ra vào một ngày không xa. Yêu đại gia phố núi, cuộc đời người đẹp 31 tuổi như bước sang một trang mới. Vốn sống với nghề người mẫu, nay Đàm Thu Trang rút lui về phụ giúp Cường Đô La công việc kinh doanh. Cô ít xuất hiện trong các sự kiện, nhưng tên tuổi ngày càng nóng hổi khi tuyên bố làm lễ ăn hỏi với chồng cũ Hà Hồ. Đàm Thu Trang lần đầu công khai nhận đính hôn với Cường Đô La. Khác cách cư xử với những người tình trước đây, Cường Đô La công khai nắm tay Đàm Thu Trang đi ăn, đi dạo phố vui vẻ nơi đông người. Rất dễ để bắt gặp các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh hôn trán hay nhìn bạn gái say đắm. Không chỉ trao nhận đính hôn, đại gia phố núi còn mua đất xây nhà, chuẩn bị đón chân dài Lạng Sơn về dinh. Đây là điều mà trước đây Cường Đô La chưa bao giờ dám làm với những mỹ nhân từng yêu anh, ngay cả Hà Hồ, người phụ nữ sinh cho anh một người con trai cũng vậy. Tháng 1, 2019, cặp đôi đình đám làm lễ ăn hỏi sau 2 năm hẹn hò. Vào dịp lễ tình nhân năm ngoái, Cường Đô La sẽ khởi công xây dựng một ngôi nhà mới được suy đoán sẽ là tổ ấm của họ sau khi kết hôn. Thời gian gần đây, Cường Đô La bị miễn nhiệm chức giám đốc công ty xuống thường dân. Dù người yêu không còn đỉnh cao danh vọng, nhưng mỹ nhân họ Đàm luôn ở bên động viên, cùng anh xây dựng cuộc sống. Có lẽ đó là lý do vì sao cô được vị đại gia đào hoa này trân trọng đến như vậy. Nếu như Hồ Ngọc Hà và Hạ Vi tận dụng sức nóng truyền thông, trong khi Cường Đô La đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thì mỹ nữ họ Đàm là hoàn toàn khác biệt. Trước đó, Cường Đô La từng có con trai riêng với Hồ Ngọc Hà sau cuộc hôn nhân đầu tiên. Sau khi chia tay ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Hạ Vi. Đầu tháng 7, 2017, Hạ Vi xác nhận chia tay Cường Đô La sau ngừng 2 năm hẹn hò. Đối với những mối tình nổi như cùng này, Cường Đô La rất hiếm hoi công khai trên mạng xã hội. Mọi cuộc hẹn hò cũng chỉ là bí mật, không mua nhà cầu hôn bằng những kim cương, thứ mà người cũ của đại gia phố núi nhận được chỉ là những thứ vật chất xa xỉ ngoài thân. Cường Đô La tặng Hà Hồ bộ sưu tập hàng hiệu nhân dịp 7 năm 8 tháng bên nhau. Cặp đôi cũng lặng lẽ đăng ký kết hôn vì phía mẹ đại gia phố núi phản đối gay gắt. Hà Hồ có lẽ là mối tình lâu nhất của Cường Đô La từ trước tới hiện tại, nhưng chờ hoài vẫn không thấy cưới. Sau tất cả, thứ lớn nhất Hà Hồ nhận được từ người chồng đại gia là bé trai kháu khỉnh. Công chúng chưa kịp biết họ kết hôn thì họ đã chia tay. Đối với Hạ Vi, Cường Đô La lại có 2 năm yêu đầy sóng gió. Chồng tương lai của Đàm Thu Trang tặng xế sang 3 tỷ cho Hạ Vi, nhưng anh không công khai. Món quà xa xỉ này được Hạ Vi khoe trên trang cá nhân, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó. Cuộc tình chóng vánh kết thúc vì Hạ Vi liên tục ghen tuông với Hà Hồ. Chỉ đến khi công khai yêu Đàm Thu Trang, người hâm mộ mới thấy Cường Đô La vui vẻ là chính anh. Angela Phương Trinh bỗng nhiên lộ sóng mũi siêu vẹo bất thường, có phải di chứng hậu giao kéo? Trong khi nhan sắc được khen ngợi là ngày càng mặn mà sắc sảo hơn theo thời gian, thì mới đây, chiếc mũi siêu vẹo của Angela Phương Trinh lần nữa gây xôn xao. Angela Phương Trinh thực sự là cái tên chưa bao giờ ngừng hot trong showbiz Việt, bởi cô luôn tự biết cách khiến khán giả chú ý. Trong thời gian qua, mỹ nhân sinh năm 1995 gây xôn xao khi liên tục khoe body bốc lửa trong những bộ cánh quyến rũ cắt xẻ táo bạo, thậm chí người đẹp còn cuồng khoe cặp hông 100cm của mình, khiến bản thân nhận không ít gạch đá của dư luận. Sở hữu số đo 3 vòng nóng bỏng, Angela Phương Trinh từng chịu nhiều chỉ trích khi bị cho là khoe thân quá đà. Đặc biệt là vòng 3 gần 100cm, Angela Phương Trinh luôn làm nổi bật lợi thế này của mình trong các bức ảnh đăng tải mạng xã hội. Nhiều thị phi ồn ào là thế, nhưng dạo gần đây Angela Phương Trinh đột nhiên không còn xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thay vào đó, bà mẹ Nhi tích cực tham gia các hoạt động hành hương, ăn chay trường và mặc áo nâu sòng, đi tụng kinh niệm Phật. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh cũng đăng tải những dòng trạng thái mang hơi hướng Phật Pháp, giúp cô nhận về nhiều sự yêu mến từ công chúng. Chính vì sự thay đổi tích cực, Angela Phương Trinh nhận về nhiều sự yêu mến của công chúng. Tuy không còn những phát ngôn gây sốc hay hành động tạo sự chú ý, Angela Phương Trinh bỗng trở thành đề tài bàn tán khi chiếc mũi vốn lắm thị phi của cô nay lại siêu vẹo đến mức khó tin. Bằng chứng là trong những bức hình của mình, mặc dù được trang điểm chỉnh chu, thần sắc tươi tắn, nhưng chiếc mũi vẹo đã phá hỏng phần nào nét xinh đẹp trên gương mặt. Không những vậy, mỹ nhân sinh năm 1995 còn chọn lối trang điểm tự nhiên không cầu kỳ sắc sảo như trước, nên trong một vài bức ảnh, nhìn Phương Trinh có vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống hơn hẳn.
Lối trang điểm tự nhiên có vẻ không phù hợp với Angela Phương Trinh khi không làm nổi bật lên được nét đẹp vốn có mà trông nhợt nhạt, thiếu sức sống. Không chỉ vậy, chiếc mũi của Angela Phương Trinh bị cho rằng không còn thẳng tắp, cao vút như ngày xưa, mà nay đã có dấu hiệu siêu vẹo đáng lo ngại. Khi nữ diễn viên cúi mặt, đường sống mũi không thẳng tắp như những chiếc mũi bình thường khác. Nhìn ngang sẽ dễ dàng phát hiện phần đầu mũi bị nhọn, khoằm xuống một cách bất thường. Trước khi có được nhan sắc xinh đẹp như hiện tại, Angela Phương Trinh từng có thời gian dài đối mặt với vấn đề nhan sắc và những di chứng sau khi thẩm mỹ. Khắp các trang mạng xã hội, nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1995 trở thành đề tài bàn tán không ngớt. Đối diện với những lùm xùm đó, Angela Phương Trinh cũng không ngần ngại thừa nhận chuyện mình đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí còn nhận mình đi làm lại nhiều lần, nhất là phần mũi và cằm. Thật vậy, mũi và cằm của bà mẹ nhí liên tục có dấu hiệu bất thường và mỗi lần xuất hiện thì hai bộ phận này lại rất khác, khiến cho nữ diễn viên phải chỉnh sửa liên tục. Trong bất cứ khung hình nào, chiếc mũi của Angela Phương Trinh đều không được hoàn hảo. Angela Phương Trinh vốn có chiếc mũi cao nhưng tròn, chứ không thanh thoát. Biết được nhược điểm này, bà mẹ nhí sửa mũi. Vào lần sửa đầu tiên, cô khiến nhiều người giật mình thon thót khi xuất hiện với chiếc mũi dài và cao quá đà. Không ít ý kiến cho rằng, nhìn chiếc mũi của mỹ nhân sinh năm 1995, người ta không khỏi liên tưởng đến bà phù thủy trong các câu chuyện cổ tích. Mặc dù sau chiếc mũi có trở nên dễ nhìn hơn, nhưng chỉ kéo dài được 2-3 năm thì trở nên cong vẹo. Bức ảnh cuối cùng bên phải cho thấy phần mũi đã cong vẹo đáng kể. Hai bên lỗ mũi bị lệch, bên to bên nhỏ bất thường. Chưa kể cô còn đụng cằm, khiến góc mặt khi nhìn nghiêng thì phần cằm bị nhô ra, cực kỳ rõ ràng và kém tự nhiên. Người đẹp còn vướng nghi vấn đụng ngực. Đôi mắt từ một mí sụp bỗng hóa hai mí to tròn hơn. Nhưng sau đó nhờ vào việc nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu cơ thể, cộng với cách trang điểm phù hợp, Angela Phương Trinh ngày càng xinh đẹp mặn mà hơn rất nhiều. Những bức ảnh đời thường được chia sẻ cho thấy, nữ diễn viên tuy không trang điểm phấn son đậm nét, nhưng toát lên được thần thái xinh đẹp rạng rỡ. Để có được nhan sắc mặn mà cùng cuộc sống vui vẻ an yên, Angela Phương Trinh ăn chay trường hơn một năm nay, nhằm mục đích hướng tâm đến gần Phật, bớt sát sinh, tạo nghiệp và cải thiện sức khỏe. Tuy hạn chế được lượng đạm chất béo, nhưng thành phần tinh bột khá cao khiến thời gian đầu Angela Phương Trinh dễ bị tăng cân và đuối sức vì không nạp đủ năng lượng, trong khi tính chất công việc đòi hỏi một chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất. Thế nên Angela Phương Trinh ăn thêm trứng gà và bổ sung các loại hạt như đậu nành, ngũ cốc để cung cấp thêm dưỡng chất. Trong chế độ ăn chay, Angela Phương Trinh ăn thêm gạo lứt vì trong loại gạo này dồi dào vitamin và chứa nhiều loại khoáng chất có khả năng đẩy lùi quá trình oxy hóa trong cơ thể. Ngoài ra, gạo lứt có tỷ lệ chất xơ cao hơn, giúp cơ thể nhanh và no lâu hơn. Thay đổi thực đơn phong phú, không còn gò ép mình theo những loại thực phẩm nhất định, cũng là cách giúp nữ diễn viên không cảm thấy nhàm chán và nản lòng vì chế độ ăn của mình. Từng vỡ nợ phải đi bán bún kiếm sống, giờ Ân Đại Vệ sống như ông hoàng đại gia ngầm là đây. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Ân Đại Vệ đã sở hữu khối tài sản khủng khiến ai cũng phải suýt xoa ghen tị. Nổi tiếng từ nhóm nhạc đình đám một thời GMC, Ân Đại Vệ được nhiều người hâm mộ quý mến bởi giọng hát sâu lắng và rất riêng biệt của mình. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì Ân Đại Vệ lại bất ngờ có biến cố về kinh tế, khiến anh mất hết tất cả mọi thứ chỉ sau một đêm, phải ra đường bán bún riêu mưu sinh và mất tích khỏi showbiz. Nói về khoảng thời gian đó, nam ca sĩ tiết lộ đó là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Sau khi mất hết tài sản, Ân Đại Vệ phải đi thuê nhà sinh sống và phải đi bán bún riêu để mưu sinh. Đây là nguồn sống giúp anh có thu nhập trong giai đoạn khó khăn nhất. Chủ nhân của loạt bản hit Như Anh Nhớ Em Nhiều, Vì Một Người, Yêu Một Người phải chăng lầm lỗi đen nhiễm, mồ hôi nhễ nhại chế biến từ bát bún để mang đến cho khách. Sau khi trải qua khoảng thời gian khó khăn, Ân Đại Vệ từ bước quay lại làng giải trí và gặt hái được thành công hơn xưa. Ân Đại Vệ chăm chỉ cày xô nhiều hơn để gom tiền mua nhà, không phải chịu cái cảnh nhà thuê. Cuối cùng, sau một thời gian tích góp, nam ca sĩ đã tậu được một căn hộ cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh, không gian bên trong căn hộ cao cấp của Ân Đại Vệ. Các phòng của anh đều có hướng ngắm cảnh đẹp, bên cạnh đó Ân Đại Vệ lấn sân sang kinh doanh khi mở bar của riêng mình. Quán bar của nam ca sĩ làm ăn phát đạt, lúc nào cũng trong tình trạng kín khách. Ông bố đơn thân cho biết mình vẫn hoạt động âm nhạc, song song với đó là tập trung kinh doanh cho quán bar. Cuộc sống của Ân Đại Vệ hiện tại dư dả hơn rất nhiều. Nam ca sĩ cũng bắt đầu tậu cho mình những món đồ hiệu đắt tiền. Và tất nhiên không thể thiếu phần cho cô con gái nhỏ. Có thời gian, nam ca sĩ cũng tranh thủ xách vali lên và đi khám phá những vùng đất mới.
Mặc dù không khoe bao giờ, nhưng nhìn những gì mà Ân Đại Vệ kiếm được trong vài năm ngắn ngủi, ai cũng phải suýt xoa ghen tị với độ giàu có của nam ca sĩ. Đàm Thu Trang khoe những cưới sang trọng trước ngày theo Cường Đô La về dinh. Đàm Thu Trang tự hào chia sẻ cặp nhẫn cưới với Cường Đô La, kèm câu nói không thể ngọt ngào hơn. Sau khi tổ chức lễ đính hôn vào đầu năm vừa qua, cặp đôi Cường Đô La và Đàm Thu Trang trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Cụ người mẫu Đàm Thu Trang vừa đăng tải trên trang cá nhân bức hình nghệ thuật phô bày cận cảnh cặp nhẫn cưới được cô và Cường Đô La chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Hoa Khôi xứ Lạng hạnh phúc chia sẻ: "I said yes, tạm dịch em đồng ý." Nhiều tin đồn cho rằng Cường Đô La và người mẫu xứ Lạng sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 5. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, cả hai vẫn không hề tiết lộ thêm thông tin. Theo một nguồn tin thân cận, có khả năng cặp đôi sẽ làm lễ cưới vào tháng 7 tới. Cặp nhẫn cưới sang chảnh của Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Trước đó, Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng nhiều lần hé lộ những bức ảnh cưới đơn giản nhưng vô cùng lãng mạn của cả hai. Cùng với việc tiết lộ cặp nhẫn cưới tinh xảo với lời thú nhận của doanh nhân phố núi mới đây rằng vấn đề đã được giải quyết, càng khiến nhiều người tin rằng ngày cưới của cặp đôi đã sắp cận kề. Theo thông tin chia sẻ, Cường Đô La Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào tháng 7 này. Sau khi đính hôn, cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào trên mạng xã hội. Trước những hình ảnh ngày một tình tứ của Cường Đô La Đàm Thu Trang, người hâm mộ ngày một mong cả hai sẽ sớm tiết lộ ngày vui sớm nhất.